Bà Sara Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sara Huy đang có mặt ở chợ cây Cầu Đôi, huyện Hải Hậu. Kính thưa quý vị, Bà Sara Huy xin được chào mừng anh Hiệp. Nắm bắt được các thông tin. Xin mời anh Hiệp chia sẻ cho em xem là cái tác phẩm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được cùng đồng hành với khán giả cả nước. Tác phẩm ở phía đầu cổng bên đây phải ạ. Cây trực cổ quý vị ạ. Vâng ạ, đây là cây trực cổ đúng không anh Đức Huy? Đúng rồi em. Đây là cây trực cổ đúng không ạ? Đây là cảm nhận của tất cả các quý vị khách quý khi được ngắm cái cây trực cổ ngày hôm nay. Thì em muốn rằng anh sẽ là người chia sẻ rộng nhất. Và em muốn biết được rằng là cái phẩm này sẽ được ai là người nổ vang đầu tiên trong ngày hôm nay. Em nghĩ rằng đây là cái nổ vang to nhất đấy ạ. Xin mời quý vị cùng di chuyển về với vị trí bên tay phải của cư dân ngày hôm nay để biết được rằng tác phẩm mà anh Hiệp, ban quản lý của khu chợ Bonsai Cầu Đôi sẽ có sự chia sẻ đặc biệt với quý vị trong ngày hôm nay như thế nào. Em mời anh sẽ cùng chia sẻ ạ. Đây là anh để lại cho ông anh, nhưng mà ngày hôm nay anh còn đến chợ anh làm giao cho ông anh, anh quá để chơi. Bây giờ người mà được anh giao lại ngày hôm nay có mặt ở đây không ạ? Đúng ạ, em muốn rằng sẽ có cái bắt tay từ phía hai anh trong ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, bố tay tình nhận. Ngày hôm nay đã có cái bắt tay đầu tiên nổ rất lớn trong ngày hôm nay. Và em muốn rằng sẽ được nghe chia sẻ từ phía chủ nhân mới của cây trực cổ ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin mời anh ạ. Xin được kết nối với tất cả các đài truyền hình. Tôi là hội viên hội cây cảnh của xã Hải Hưng. Và cũng được cảm ơn Quốc hội nhà nước đã hợp ba xã lại và hội cây cảnh của xã Hải Hưng chúng tôi càng ngày càng lớn, càng mạnh và càng đẹp hơn. Và hôm nay thì được thằng em nhượng lại cây này cho tôi thì tôi để mang về nhà trình bày để chơi, nhưng hôm nay hội chợ tôi xin gửi thằng em để tham gia hội chợ đây cho nó hoành tráng hơn và nó đẹp hơn. Và xin trân trọng và cảm ơn. Bắt tay lại anh ơi. Em muốn rằng là anh chia sẻ cho quý vị biết được rằng đây là cái nổ đầu tiên ạ. Người được sở hữu cái cây trực cổ này là anh Nguyễn Văn Hiệp. Và em muốn biết thêm về thông tin của anh để lỡ như trong ngày hôm nay gì có khi anh bắt tay được 10 phút. Em trong rất nhiều các cuộc giao dịch em đã biết rằng sau 10 phút là cái mức độ và cái giá thành nó đã được lên vài chục đến 100 triệu đấy ạ. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ rõ hơn anh ở địa chỉ nào để cho mọi người có thể biết rõ hơn và để cùng với anh thưởng ngắm cây trực cổ ngày hôm nay không ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là Đinh Văn Lý ở xóm Thượng Lễ, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định. Và hôm nay được thằng em chuyển giao cái cây này cho tôi và tôi đã đam mê từ lâu. Và tôi có hướng vọng để mang về chơi, nhưng mà hiện nay hội chợ tôi sẽ tạm để đây để cùng với hội chợ cho sinh động cái hội chợ lên. Và chúc cho các nhà phóng viên và chúc cho hội chợ cây cảnh bonsai của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định càng ngày càng phát triển và càng ngày càng mạnh hơn và tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ của vị khách đầu tiên trong ngày hôm nay đã có giao dịch đầu tiên ạ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn từ việc quý vị có được không ạ? Vỗ tay lớn nào quý vị ơi, cảm ơn hai anh rất nhiều, chúc mừng cho anh và hy vọng rằng sẽ có nhiều. Ta đến với phiên giao dịch thứ hai. Tác phẩm này là của chủ nhân là Bác Yên. Vâng, thời tiết ngày hôm nay khá mát mẻ. Đây là em cây của bác ạ. Vâng. Bác có thể chia sẻ một chút. Bác gắn bó và chơi cây này lâu chưa? Trên toàn quốc nhá. Hôm nay anh ơi em không biết là vừa bác cây ở giữa đây ạ. Ở giữa đây ạ. Xin được chào hai anh và em muốn rằng hai anh sẽ dành cho nhau cái bắt tay đầu tiên ạ. Vâng ạ, xin được cùng với khán thính giả cả nước sẽ biết được rằng ai sẽ là chủ nhân mới của tác phẩm ở giữa. Đây là cây trực đúng không ạ? Vâng ạ. Em thì em đang băn khoăn là không biết là bộ ba này là ai sẽ là người sở hữu, nhưng mà anh là người rất là tinh tế, chọn ngay cây ở giữa. Nếu mà là em thì em cũng chọn cây trực ở giữa vì đẹp nhất ạ. Bây giờ đây thì em muốn mời anh chia sẻ với khán thính giả truyền hình cả nước và tất cả những người yêu cây đang hiện diện tại chợ cây của chợ Cầu Đôi ngày hôm nay. Vì sao, lý do nào mà anh chọn cho mình cây trực trong ba tác phẩm đẹp nhất ở khu vực bonsai này ạ? Em mời anh. Xin chào toàn thể anh em trên kênh trên toàn quốc. Hôm nay nhân buổi khai mạc hội chợ bonsai chợ Cầu Đôi, tôi có tác phẩm trực lùn và bộ ba này để mang ra trưng bày chi và cảnh. Nhưng anh Hiệp, anh là chủ nhân mới, chúng tôi vừa giao dịch thành công. Và cũng xin chúc hội chợ thành công tốt đẹp và toàn thể anh em trên kênh trên toàn quốc cứ phát triển. Cái lối đẹp và phát triển những cái cây cổ để cho cái nền thiên vực cảnh càng ngày càng phát triển. Xin chúc sức khỏe và để anh em. Xin chào ạ. Vâng ạ, anh là người rất tinh tế, là bậc tiền bối đi trước rồi. Anh đã lựa chọn cây trực và anh sở hữu là cả ba cây đúng không ạ?
Ngày hôm nay thì anh nhường lại cho anh Hiệp, ban quản lý của chợ bonsai, chợ Cầu Đôi. Tác phẩm ở giữa đó là cây trực. Và em muốn rằng anh Hiệp ạ, anh là người đã sở hữu rất nhiều những tác phẩm rồi. Thế nhưng ngày hôm nay anh được chủ nhân nhượng lại cho cây này thì anh nghĩ như thế nào? Khi anh được sở hữu tác phẩm này, em muốn em sang gần anh hơn đấy ạ. Đấy ạ. Anh thích trực vì nó ngay thẳng. Nó là cái trực cái bút chì. Thích là mình thích chi trực, con người đứng đắn. À thế ạ. Vâng ạ. Dáng cây cũng thể hiện cho tính cách của người sở hữu cây. Chính vì vậy các nghệ nhân chúng ta sở hữu rất nhiều các dáng cây. Để quý vị thấy được rằng cái vẻ đẹp này thực sự phong phú. Không chỉ như anh chia sẻ rằng anh là người rất chính trực, anh muốn rằng cái cây này nó cũng mang lại cho anh cái tên tuổi của mình. Và xin được chúc mừng anh là người sở hữu cây cảnh này. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các anh. Quý vị sẽ cùng di chuyển để đến với cái phiên giao dịch tiếp theo. Đồng lắm quý vị ạ. Chúng ta đến với những phiên giao dịch tiếp theo quý vị nhé. Khá nhiều giao dịch hôm nay sẽ là khá nhiều cái giao dịch quý vị. Đây là anh Đức Huy, anh vừa chia sẻ với em Mai Thanh. Còn bây giờ đây thì em muốn rằng đích thân chủ nhân của tác phẩm này sẽ có sự chia sẻ với quý vị và khán giả cả nước trong cái tác phẩm mà anh lựa chọn cho ngày hôm nay. Và em cũng muốn rằng chủ nhân đang sở hữu cái tác phẩm này sẽ chia sẻ tại sao anh lại vẽ thêm cho cây của mình những đường nét ở phía bên tay trái và tay phải. Mục đích là anh muốn truyền tải điều gì đến với toàn thể các quý vị khán giả yêu cây cảnh. Xin được trân trọng kính mời anh. Thôi ngày hôm nay là đến dự cái cuộc triển lãm ở Chợ Cầu Đôi thì tôi xin phép được chia sẻ là hôm nay cái cảnh này tôi muốn bổ sung thêm thì chẳng qua là có ý tưởng của tôi để cho nó cây nó ấm hơn. Và tôi sở hữu cây này được cũng được lâu rồi thì hôm nay có anh Nghị, anh ấy có nhà anh ấy thích nên là tôi có chuyển nhượng lại cho anh Nghị. Và xin cảm ơn. Vâng ạ, anh ơi, em muốn anh chia sẻ là anh đã thực sở hữu bao lâu rồi? Tôi sở hữu cây này cũng tầm khoảng 3 năm rồi. Và trong 3 năm đó thì anh cũng đã xây dựng thêm cho ý tưởng của mình, muốn rằng tàng lá được nhiều hơn và ấm hơn cho tác phẩm này, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng như thế ạ. Cảm ơn anh rất nhiều và em muốn anh sẽ bắt tay với chủ nhân mới để em bước sang vị trí của chủ nhân mới trong ngày hôm nay ạ. Vâng, xin tay thật lớn từ phía quý vị ạ. Em thì muốn rằng anh Nghị ơi, anh chia sẻ cho toàn thể các quý vị biết được rằng anh có được cùng đồng quan điểm với chủ nhân trước khi sở hữu 3 năm rồi. Và anh ấy có muốn rằng là cái tàn cây này được ấm hơn thì ý tưởng của anh như thế nào khi anh được sở hữu tác phẩm này? Em xin mời anh ạ. Xin chào anh em và yêu cây nhé. Ý nghĩa thì cũng đồng quan điểm của anh chủ cũ thôi. Bởi vì thực tế là cái phía bên này thì mình cũng rất là muốn là xây dựng thêm một cái bóng tàn bên này đấy. Là cho nó cân cái tàn bên này và nó tạo cho cái độ gốc nó to ra nữa. Và từ khi mà anh ấy đã chinh phục được mấy năm nay rồi, mình cũng thấy hôm nay có cơ hội thì anh nhường lại cho. Cảm ơn anh em. Một tác phẩm mình rất yêu thích. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho anh Nghị, người cây thứ ba được sở hữu ạ. Đây là tác phẩm thứ ba được bắt tay trong phiên chợ đến từ chợ bonsai Cầu Đôi, huyện Hải Hậu. Xin vang lên một những tràng pháo tay tuyệt vời cho quý vị để chúc mừng ạ. Vâng ạ, vỗ tay thật lớn thưa quý vị để chúc mừng cho anh Nghị ạ. Chúc mừng cho anh. Quý vị sẽ chờ đợi cái bắt tay tiếp theo của mình nhé. Đúng ạ, vâng ạ. Tiếp tục ạ. Em đi theo anh Đức Huy và các anh ạ. Anh Hiệp anh ấy gọi rồi quý vị ạ. Anh Lạc ơi, xin cho em một lời khuyên cho biết. Vâng ạ, vì là chợ cây đúng rồi ạ. Với các giá lên mua bao nhiêu bán bao nhiêu thì bất kỳ. Các anh cứ báo giá một chút xíu để cho quý vị những giá trị đấy thì do người thưởng thức. Thế nhưng mà mình cứ đưa ra cái mức giá chi tiết để làm sao mọi người có thể thưởng ngoạn tình mình, được không ạ? Em muốn rằng là tất cả những người mới tập yêu cây như em này cũng có thể biết được rằng là tập dần dần mình biết giá trị như thế nào. Và em mời chủ nhân của tác phẩm này sẽ có sự chia sẻ với anh. Như vậy là cây thứ tư quý vị nhé. Cũng mang ra một cây nhỏ nhỏ để hút vui như thế này hỗ trợ cái cảnh. Nhập thì mình thích. Nhập này đủ nhiều quá nhỉ. Học hiệu.
chủ của okay. Ban quản lý là phải như thế chứ. Đúng rồi. Vâng ạ, vâng, chào mừng thực tế nào. Cây thứ tư quý vị nhá. Và cây thứ tư nhưng mà trong số này là có 3 cây rồi, một cây nhập anh bán và 2 cây anh mua. Trong cái tác phẩm này thì anh thích nhất ở điểm nào? Anh nghĩ nó đây là dáng trực núi ạ. Ờ, bên dưới thì bệ rất là to đúng không ạ? Khỏe và chắc. Phía bên trên thì là càng lên trên thì chúng ta càng thấy rằng là như một ngọn núi. Hàng u cục u sụ. Có đúng không ạ? Anh Đức Huy giúp em chia sẻ xem có tuyệt vời như vậy không ạ? À đúng rồi, em nói đúng đấy. Em cứ tiếp tục đi. Cảm ơn anh rất nhiều. Và chắc chắn rằng với nhiều các quý vị khách quý thì với mức giá là 15 triệu thì ai cũng có thể yêu cây được rồi đúng không ạ? Sở hữu cây bonsai này thì chúng ta có thể khu vực bàn trà. Tác phẩm này thì hoàn thiện đến 90% rồi anh nhỉ? 80-90%. Về là người yêu cây có thể thiết kế theo ý tưởng của mình nữa đúng không ạ? Chúc mừng anh Hiệp nhá, chúc mừng anh. Và em muốn mời dành cho nhau cái bắt tay nữa ạ. Xin một chào vỗ tay thật lớn từ việc quý vị dành cho tác phẩm thứ tư đã được. Nhìn đây cho em nhá. Vâng ạ. Cảm ơn các anh trong truyền thông rất nhiều. Vậy chúng ta sẽ đến với cây tiếp theo. Vâng ạ. Tác phẩm của anh Hiệp. Vâng. Thưa quý vị, chúng ta đến với cây thứ 5 anh Hiệp anh bán quý vị ạ. Vâng, đây là cây long. Long lùn. Cây long lùn. Vâng ạ, một tác phẩm rất là đẹp đấy ạ. Em thì em thấy là bộ rễ là rất là khỏe. Thế anh mua là anh là vườn ở đâu anh? Anh có thể chia sẻ được không ạ? Mình trong câu lạc bộ cùng anh em. Mình mua về ghép đôi. Okay. Hiện tại thì em biết được rằng anh đang tham gia trong câu lạc bộ chợ cầu đôi. Đấy, và tác phẩm này thì không chỉ một mình anh muốn sở hữu được ạ, mà rất nhiều các anh muốn sở hữu cây long lùn này đúng không ạ? Anh có thể giới thiệu thêm về tên của anh để mọi người biết rõ hơn được không ạ? Thật sự anh. Mình tên Thùy. Anh Thùy đại diện cho câu lạc bộ chợ cầu đôi sở hữu tác phẩm long lùn ngày hôm nay. Và em mời hai anh dành cho nhau cái bắt tay đi ạ. Vâng ạ, vỗ tay thật lớn thưa quý vị để cảm ơn tới sự đồng hành của anh Hiệp và đại diện cho câu lạc bộ của chợ cầu. Như vậy là cái cuộc giao dịch thứ 5 rồi. Chúng ta sẽ đến với cuộc giao dịch thứ 6 quý vị nhé. Cuộc giao dịch thứ 6 trong cái chợ cây, trong buổi khai trương chợ cây ngày hôm nay. Tác phẩm mà chúng ta đã được cùng đồng hành với cái truyền thông, đây là tác phẩm thứ 6. Đây là bộ 3 quý vị ạ. Bộ 3 đấy ạ. Bộ 3. Bộ 3 tài lộc đã đến với lại anh em đứng lùi lại thì đứng ở giữa hai cây. Em muốn rằng là hai anh sẽ đứng ở giữa hai cây để đây. Truyền thông sẽ truyền hình cho khán giả cả nước. Rồi. Biết được ngày hôm nay em biết rằng là anh Trung là người sở hữu rồi. Nhưng mà em thì em muốn chia sẻ từ anh Trung trước. Bình thường thì chúng ta sẽ nghe chia sẻ từ phía chủ nhân được sở hữu tác phẩm. Thế nhưng ngày hôm nay thì một bạn rất trẻ. Như chia sẻ của em Mai Thanh thì các anh các chị cũng đã biết được rằng là các bậc tiền bối có nhiều thời gian, có thời gian có tiền của thì dành cái niềm đam mê cho cây cảnh. Thế nhưng mà anh Trung ngày hôm nay rất trẻ, một trong số những bạn trẻ dành niềm đam mê cho cây cảnh. Và trẻ thì rất mạnh, mạnh cả về tài chính và mạnh cả về quyết đoán của mình nữa. Thì em muốn là anh là người được sở hữu cái bộ ba này. Vâng ạ, anh là người chuyển nhượng và anh Trung là người sở hữu ngày hôm nay. Sẽ có những cái chia sẻ để cho quý vị biết được rằng vì sao mà anh ấy có niềm đam mê. Mình cũng rất là cảm ơn người bạn trẻ đã nhượng lại cho mình một bộ cây, gọi là phải nói là bộ cây thần tài, không biết nói gì hơn nữa. Thì mình bằng niềm đam mê thì cũng rất cảm ơn người bạn trẻ đã nhượng lại cho mình để mình về mình chinh phục thêm và có để thoải mái cái niềm đam mê cây cảnh của mình. Thế thôi. Anh Trung ơi, em nói thật với anh là khi mà em bước từ vị trí phía trong ra ấy, thì em nói rằng đây là cái giao dịch thứ 6. Lộc đến với chủ nhân của giao dịch thứ 6. Và anh có nói rằng đây là cái bộ thần tài đến với anh. Thì không hiểu rằng là anh là người sở hữu trước thì anh đã được sở hữu bao lâu? Dạ, em sở hữu bộ ba này tầm 3 năm rồi ạ. Vậy trong 3 năm đó thì anh thấy rằng là thần tài gõ cửa nhà anh nhiều không ạ? Dạ, cũng như bộ ba này lúc em mua về thì nói chung là cũng được hơi khớ nọc rồi. Và em nói thật với anh rằng là trong ngày hôm nay thì không phải là anh chuyển nhượng lại Lộc cho anh ấy đâu ạ. Mà Lộc đến rồi Lộc sẽ đến tiếp với mình. Thì em hy vọng rằng người được sở hữu ngày hôm nay anh Trung và chủ nhân cũ, anh có thể giới thiệu về tên của anh được không ạ?
Dạ, vâng, em tên Thọ. Vâng ạ, xin mời anh Trung và anh Thọ dành cho nhau một cái bát tay để chúc mừng cho nhau ạ. Tác phẩm thần tài đã về với anh Trung. Và xin vang lên một tràng pháo tay thật lớn từ phía quý vị để chúc mừng cho tác phẩm bộ 3 ngày hôm nay đã về với chủ nhân mới là anh Trung ạ. Tuyệt vời, như vậy vâng là ạ, cảm ơn quý vị. 6 phiên giao dịch và nếu mà tính cây thì là, kính thưa quý vị là lộc kép đấy. 8 cây. Lộc kép đấy. 8 cây quý vị nhé. Vâng ạ, xin mời quý vị chờ đợi những cái bắt tay tiếp theo quý vị nhé. Còn rất nhiều cây đẹp nữa. Hiện diện trong khu chợ bonsai cầu đôi của chúng tôi trong ngày hôm nay, em muốn rằng anh sẽ có những chia